Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với cả channel của mình các bạn nhé. Hôm nay thì anh em và chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với con game gọi là TRTC. Được chưa anh em? Chúng ta sẽ cùng nhau là quay trở lại với con TRTC để tiếp tục là chia sẻ cũng như là đồng hành với cả anh em mình với cả kèo ngày hôm nay. Đây sẽ là một cái Đây sẽ là một kèo, đây sẽ là một kèo mà mình sẽ chia sẻ cho anh em cái phương pháp để chúng ta bắt những cái tiếng cầu gọi là chạm bốn bệt anh em ạ. Đây chúng ta thấy là bốn tài của chúng ta đã ra cầu bệt rồi. Đây bốn tài, bốn xỉu của anh em mình chúng ta cũng đã ra cầu bệt rồi. Thì mình xem rằng là liệu ở đây nhá, chúng ta có bốn tài thì liệu có ra được cầu bệt nữa hay không anh em ạ. Để chúng ta đưa ra một cái kết luận cuối cùng về những cái tiếng cầu bệt bốn anh em ạ. Được chưa? Để chúng ta đưa ra được những cái kết luận cuối cùng về những cái tiếng cầu bệt bốn. Ok, có bệt luôn anh em ạ. Ngon chưa, ngon chưa? Bệt bốn cũng về bệt tiếp. Bệt 4 này cũng về bệt tiếp thì bệt 4 này của chúng ta vẫn về bệt tiếp các bạn nhớ. Rồi mình sẽ gọi là thực hiện là những cái pha gọi là đánh bệt luôn. Đó. Mình sẽ thực hiện những pha đánh bệt luôn ở đây nhá mọi người nhá. Thực hiện luôn những pha đánh bệt, thực hiện luôn những pha đánh bệt anh em ạ. Trời rồi. Thực hiện luôn những pha đánh bệt, thực hiện luôn những pha đánh bệt anh em ạ. Đấy nhá, đấy nhá. Rồi để xem thử xem nào. Đây mình đang hướng đúng vào với những cái tiếng gọi là chạm 4 luôn anh em ạ. Đây này, bốn tài này là cầu bệt rồi đúng không? Cầu bệt 4 đúng không? Ra này, 1 2 ra bệt tiếp này. Bệt bệt 4 này, 2 này lại ra bệt tiếp này, đúng không? Sau cái cầu bệt 4 này gần như là hiện tại thì đang là 100% đang ra cầu bệt tiếp anh em nhá. Sau một hai tay ấy, thì đều ra 100% là cầu bệt tiếp anh em ạ. Ở đây thì chúng ta chỉ bệt được bốn tay thôi. Ừ, cũng gọi là bệt 4 anh em ạ. Nhiều khi thì nó cũng sẽ gọi là nối những cái dạng anh em ạ. Nhiều khi nó cũng sẽ là nối những cái dạng, nhiều khi nó cũng sẽ là nối những cái dạng anh em ạ. Nhiều khi cũng là nối những cái dạng đấy, đúng không? Nhưng mà sau cầu bệt 4 nó sẽ không bệt liền mà ít nhất nó sẽ ra một hai con anh em ạ, như thấy không? Đối với những cái tiếng gọi là cầu bệt 4 ở phía trước thì nó thường nó sẽ ra một hai con ngắn đó. Một hai con ngắn đã xong nó mới bắt đầu ra ra tiếp là những cái ý kiến tiếp theo anh em ạ. Chứ nó không một phát ra bệt luôn đâu anh em ạ. Được chưa? Chứ nó không gọi là một phát ra bệt luôn đâu anh em ạ. Đấy. Rồi để mình xem thử xem nào. Mình cứ đánh cầu ngắn thôi. Sau cầu bệt này thì khả năng cao là cứ chạy cầu ngắn thôi anh em ạ. Nhá. Tí nữa mới đi bệt sau anh em ơi. Cứ chạy cái cầu ngắn cái đã đúng không? Cứ một với cả hai mà cứ hai với cả một cứ đã anh em ạ. Đấy. Cứ một với cả hai mà cứ hai với cả một thôi. Như thế chúng ta sẽ gọi là dễ kiểm soát cái dạng cầu hơn anh em ạ. Được chưa? Nữa không ta, nữa không ta. Nữa không ta anh em ơi, mình đánh cầu ngắn là cứ 1 2 nhở? 2 chắc mình về 1 không ta? Rồi tay này mình bỏ đi. Tay này mình tạm bỏ đi, tay này mình tạm bỏ đi con ạ. Tay này mình tạm bỏ, tay này mình tạm bỏ nhá. Mình vẫn hướng nó về cầu ngắn nhưng mà mình chưa biết là nó còn ngắn hẳn không anh em ạ. Vẫn là cầu ngắn qua đoạn đúng không? Anh em thấy cái quy luật của cầu bệt 4 ở đây không? Anh em có thấy cái quy luật của cầu bệt 4 ở đây không? Nó vẫn đang chạy rất là ok la anh em nhá. Nó vẫn đang chạy rất là ok la, nó vẫn đang chạy rất là ok la nha anh em nha. Chạy rất là ổn luôn, chạy rất là ổn luôn. Cứ chạy gọi là một hai cái cầu ngắn xong nó mới ra được cái cầu gọi là cầu bệt anh em ạ. Được chưa? Cứ chạy một hai cầu ngắn xong mới ra cầu bệt chứ không chạy một phát gọi là lề mạch luôn anh em ạ.
Tiếp tục anh em ơi. Nào, giữ tiếp này. Vẫn là cầu ngắn không? Trời ơi, nó đúng ngắn anh em ạ. Mình định đánh 22 nhưng nó về 21 anh em ạ. Định đi một tiếng cầu 22 nhưng nó về cầu 21. Nó đúng thì vẫn là ngắn anh em ạ. Đúng không? Nó đúng thì vẫn là ngắn, nó đúng thì vẫn là ngắn anh em ạ. Nó đúng thì vẫn là ngắn, nó đúng thì vẫn là ngắn thôi anh em ơi. Nó đúng thì vẫn là cầu ngắn thôi anh em ạ. Đây. Vẫn là cứ 1-2 với cả 2-1 đúng không anh em? Vẫn cứ là 1-2 với cả 2-1 đúng không? Vẫn là 1-2 với cả 2-1 này. Nó cứ ngắn tầm khoảng 1-2 tay thì nó mới dài nữa. Bây giờ mình đang đợi. Ví dụ như bây giờ nó lên tài đi. Đúng không? Bây giờ nó lên tài đi đúng không? Thì tay sau như mình chúng ta có thể đánh tài được. Đúng chưa anh em? Đó, ví dụ như bây giờ lên tài đi thì tay sau chúng ta có thể đánh tài được anh em ạ. Tay sau chúng ta có thể lên tài được. Vậy chúng ta hướng bởi vì là mình cứ bảo với anh em là sau 1-2 tay cầu ngắn thì nó sẽ lại lên cầu bệt mà. Đúng không anh em? Đó, mình cứ bảo anh em là sau 1-2 tay cầu ngắn thì có thể sẽ lên cầu bệt. Thì có thể nó sẽ gọi là chạy thêm 1-2 tay cầu đã sau đó mới ra. Được chưa anh em? Đó. Có thể chạy thêm 1-2 tay cầu nữa nó mới ra anh em đó, chứ chưa chắc nó ra luôn đâu anh em ạ. Chưa chắc đã ra luôn đâu, 1-2 tay là mới ra. Thể là 1-2 tay là mới ra. Đây nhá, mình muốn hướng nó sẽ lên gọi là một cái tiếng cầu dài. Như là những cái dạng gọi là cầu ở phía trước luôn anh em ạ. Như là những cái dạng cầu ở phía trước luôn. Đó, anh em thấy chưa? Chuẩn chưa các bạn? Nó lên cầu dài luôn anh em. Nó sẽ chỉ chạy 1 đến 2 tay cầu ngắn như lúc ấy mình bảo với anh em luôn. Được chưa? Nó chỉ chạy 1-2 tay cầu ngắn, nó chỉ chạy 1-2 tay cầu ngắn anh em ạ. Đó, gọi lên cầu dài. Các bạn thấy chuẩn chưa? Thế là mình phân tích về cái việc đánh cầu bệt 4 tay, 4 con các bạn nhá. Hôm nay là mình làm một cái việc phân tích về cái cầu bệt gọi là 4 con cho anh em. Đó. Thì để khi nào hôm sau thì mình sẽ làm phân tích thêm về những cái con gọi là cơ bản khác, ví dụ cầu chạm 3 nhá. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi như đồng hành cả video của mình. Gặp lại anh em video sau.